Bismillah. Người Muslim cần nói gì khi rời khỏi nhà? Và nếu như ai nói lời cầu xin sau đây, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho shaitan tránh khỏi người đó. Như được thuật lại từ ông Anas bin Malik radiyallahu anhu, dẫn lời của thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã nói: ai rời khỏi nhà và nói Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, sẽ có lời bảo, ngươi đã được phù hộ, đã được hướng dẫn, và Shaitan không đến gần được ngươi. Lúc đó Shaitan mới nói với tên Shaitan khác: làm sao các ngươi có thể hại được người đã được hướng dẫn và đã được phù hộ? Hadith do Abu Dawud và Tirmidhi ghi. Wallahu a'lam.